Hello mọi người đã đến với kênh Anh Minh Audio của mình nhé. Kết thúc tập trước, nhận thấy thời gian chi lực xung quanh hỗn độn chi thụ đã giảm đi rất nhiều so với ban đầu, nguyên bản còn đang như hổ rình mồi, thì đám địa tôn ở đây đều nhao nhao động. Mà ở một phía khác, Tần Trần thấy vậy thì cũng lập tức động, hắn đã nhìn ra tình huống hiện trường, lực lượng thời gian trên hỗn độn quả đã bắt đầu yếu bớt, cũng không phải là vì uy lực hỗn độn chi thụ yếu bớt, mà là mỗi một lần hỗn độn quả chính, lực lượng thời gian trên hỗn độn chi thụ đều sẽ suy yếu theo thời gian nhất định. Đây là quy luật vận chuyển của thiên đạo. Lúc này, một đám địa tôn đều động tốc độ tăng vọt tới cực hạn trong thời điểm này khảo nghiệm tốc độ của ai nhanh hơn ai có thể ngăn cản được thời điểm lực lượng thời gian ăn mòn rất nhiều cường giả ở đây đều phát điên thậm chí lúc xông tới nếu ai bay lượn ở phía trước cường giả phía sau sẽ một vòng công kích quả thực chính là đã kích không phân biệt trước tiên trà trộn vào trong đám người ánh mắt từng trần lóe lên thời điểm này cũng không phải là lúc đầu sắt, người xông vào đầu tiên tuyệt đối sẽ bị gần 20 tên địa tôn ở hậu phương công kích ai có thể chống đỡ được trừ phi là ở thời khắc sống còn mới có thể cường thế ra tay ánh mắt từng trần quét qua bốn phía liền thấy ma lệ và xích vi ma quân cũng lẫn trong đám người vậy mà không bị rơi xuống tốc độ cũng cực kỳ kinh người đồng thời ánh mắt hai người lấp lóe đang giao lưu với nhau ngay sau đó từng trần còn nhìn thấy hắc y nhân địa tôn truy sát mình lúc trước cũng lẫn trong đám người ẩn dấu khí tức trên người biểu hiện ra vẻ cả người vô hại ánh mắt từng trần lạnh như băng từ khi đi vào phế tích này hắn đã nhận ra người này chỉ có điều ngại trước mắt mọi người không có động thủ mà thôi bất quá hiện tại người áo đen địa tôn này còn chưa nhận ra hắn tốc độ của một đám địa tôn cực nhanh khoáng cái đã tới gần hỗn độn chi thụ, trong khoảnh khắc, thân hình mọi người cứng lại, giống như tiến vào một không gian tối nghĩa, một cổ lực lượng thời gian bao phủ tất cả mọi người, gia tốc thân thể mỗi người lập tức thay đổi. Trong nháy mắt, khóe mắt hai địa tôn vậy mà bắt đầu chậm rãi hiện ra nếp nhăn, họ nguyên bắt đầu giảm đi. Tất cả mọi người kinh hãi không thôi, lực lượng thời gian này, uy lực cực kỳ kinh người, cho dù là cao thủ địa tôn, trong lúc nhất thời cũng không thể ngăn cản, từng toàn lực chống cự. Thời gian chi lực. Trong lòng từng trần hơi động, lúc hắn tiến vào khu vực này bổ nguyên thời gian trong đầu vậy mà toát ra một tia hưng phấn khí tức phản phất như đi tới một chỗ khiến hắn cực kỳ dễ chịu đồng thời một tia lực lượng thời gian sau khi tiến vào trong thân thể hắn lại bị bản nguyên thời gian trong thân thể chậm rãi hấp thu trên hỗn độn chi thụ này tản mát ra thời gian chi lực đối với thời gian chi nguyên lại là vật đại bổ thậm chí so với lực lượng thời gian trong khu vực kia càng dễ dàng hấp thu hơn mà đúng lúc này lúc trước một người đỉnh phong xuất thủ bởi vì xuất thủ sớm vậy mà đã tiếp cận hỗn độn chi thụ rồi tóc của hắn mơ hồ có chút tái nhợt hiển nhiên trong khoảng thời gian ngắn tổn thất quá nhiều thọ nguyên thế nhưng thọ nguyên của một tên tôn giả cực kỳ dài một khi hắn rời khỏi khu vực này liền có thể chậm rãi khôi phục chỉ cần có thể đạt được hỗn độn quả tất cả mọi thứ đều sẽ được báo đáp lúc này mọi người đều lạnh lùng nhìn lại một tên nhân tôn đỉnh phong này tốc độ cực nhanh liều mạng hao tổn thọ nguyên lập tức đi tới dưới cây hỗn độn một tay hút lấy một trong ba hỗn độn quả hỗn độn quả lập tức rơi vào trong tay hắn sau đó người này phóng lên trời bay về phía xa hắn cũng không tham chỉ cướp đoạt một trong ba quả trong đó chính là vì không muốn trở thành cái đích cho mọi người công kích đáng tiếc hắn đã đánh giá thấp sự hấp dẫn của hỗn độn quả những người khác ngay cả một hỗn độn quả cũng không muốn bỏ qua không hẹn mà gặp vài tên tôn giả gần hắn hét lên giận dữ đồng loạt ra tay oanh kích về phía hắn tạp mổ thác đi tới nơi này tên nhân tôn cường giả đỉnh phong này trên mặt có từng phiến lưng giáp sau lưng thậm chí còn có từng cây từng cây gai ngược thuộc về một cái tộc quần hắn vừa lấy được hỗn độn quả cao thủ địa tôn trong tộc hắn liền truyền âm chói tai ánh mắt cuồng nhiệt tiến lên nghênh đón thế nhưng cũng không còn kịp nữa rồi một tiếng kêu thảm thiết vang lên cao thủ nhân tôn đỉnh phong này ánh mắt hoảng sợ tốc độ đã tăng lên tới cực hạn nhưng làm sao có thể ngăn cản được một kích liên thủ của nhiều cao thủ như vậy trong khoảnh khắc người này lập tức bị xé nát hỗn độn quả từ không trung rơi xuống áo giáp và không gian giới chỉ trên thân người này thì bắn ra bốn phía không ai có thể hình dung tình huống lúc này trong nháy mắt tất cả cường giả tự tin có thể gánh chịu lực lượng thời gian ăn mòn đều chuyển động chừng hơn hai mươi người bạo tổ ra ngoài phóng tới hỗn độn quả trong hư không kia còn có một ít nhân tôn đỉnh phong đang hướng tới lại là những chữ vật cùng áo giáp của gia hỏa này rất nhiều người tự xưng là cướp đoạt không được hỗn độn quả có thể đạt được chí bảo cùng những trữ vật của một nhân tôn đỉnh phong cũng là một thu hoạch không nhỏ. mà từng trần cũng chuyển động bất quá mục tiêu của hắn không phải là hỗn độn quả mà là hỗn độn chi thụ kia. hỗn độn chi thụ này có thể sinh ra lực lượng thời gian có hiệu quả tăng lên rất lớn đối với căn nguyên thời gian. một khi có được hỗn độn chi thụ này đem nó kế vào trong càng khôn tạo hóa ngọc điệp chẳng những có thể có được một lượng lớn hỗn độn quả thậm chí có thể chân chính tăng lên căn nguyên của mình hình thành lĩnh vực thời gian. một khi lĩnh vực thời gian thành hình có nhiều địa tôn hơn nữa từng trần cũng không sợ bởi vậy cho dù bại lộ ra hạo thiên thần giáp cũng đáng theo sau từng trần lao về phía hỗn độn chi thụ còn có tuyệt đại đa số cao thủ địa tôn nhưng cũng có mấy địa tôn từ bỏ hỗn độn chi thụ giết về phía hỗn độn quả ma lệ và xích viêm ma quân cũng xoay người một cái lao về phía đó hai người này thật khôn khéo ánh mắt từng trần lóe lên nhưng vẫn không tiếp tục quan tâm mà là nhanh chóng phóng tới hỗn độn chi thụ đi cùng từng trần còn có những cao thủ như hắc y nhân địa tôn bạch cốt địa tôn kim kiếm địa tôn linh việt địa tôn trong đó có mấy tên địa tôn vậy mà liên thủ lại mơ hồ hình thành liên minh liên hợp xông lên hiển nhiên bọn họ đều biết trong tình huống hiện trường nhiều địa tôn như vậy đơn đã độc đấu tuyệt không phải biện pháp chỉ có liên thủ mới có thể từ đó có thu hoạch lớn không thể để những địa tôn liên thủ này tới gần hỗn độn chi thủ trước ánh mắt từng trần lóe lên một khi những người này liên thủ lại gần hỗn độn chi thủ còn muốn đánh vào thì phiền toái trên người từng trần thời gian quy tắc chi lực nhanh chóng quanh quẩn cả người không để ý thời gian chi lực ở đây trên người bạo động lên lôi quang đồng thời một đạo uy áp chân long từ trên người hắn tuôn ra tốc độ trong nháy mắt tăng nhiều từ xa nhìn lại từng trần giống như một vị lôi long toàn thân vần quanh lôi quang chiếu sáng đến thiên địa đều là lôi quang phun trào đám người bạch cốt địa tôn thấy vậy giật nảy mình lúc trước từng trần ra tay khiến bọn họ đã có một chút lý giải đối với thực lực của từng trần nhưng lại căn bản không có nghĩ đến từng trần ở trong khu vực hỗn độn chi thụ lại còn có thể bộc phát ra tốc độ bực này chuyện này quả thực vượt qua dự liệu của bọn họ trước tiên đuổi tên gia hỏa chân long tộc này ra ngoài rất nhiều địa tôn liếc mắt nhìn nhau trong đầu đồng thời lướt ra ý nghĩ này hầu như là cùng một lúc trên thân nhiều địa tôn dâng lên khí thế lăng lệ lực lượng tôn giả ngưng kết giữa bàn tay muốn ra tay với từng trần thế nhưng bọn họ nhanh từng trần còn nhanh hơn trong nháy mắt khi tốc độ tăng vọt đến mức tận cùng không gian lĩnh vực của từng trần đã thi triển ra trong nháy mắt bao phủ một vùng thiên địa này đồng thời phía sau từng trần đã xuất hiện một cái đỉnh tròn cùng một mảnh giáp phiến màu đen đám người bạch cốt địa tôn lâm vào không gian lĩnh vực của từng trần tốc độ hơi chậm lại không khỏi nhau nhau kinh sợ lên tiếng giận dữ liên thủ phát ra một kích mãnh liệt một kích liên thủ của nhiều cao thủ địa tôn như vậy đáng sợ đến mức nào ầm một tiếng bảo vật phòng ngự đỉnh tròn đen kịch lấy được trên người thâm ngư địa tôn trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài kịch liệt rung động từng trần thậm chí nghe thấy trong đỉnh tròn truyền đến một tiếng vỡ vụn rất nhỏ ngay sau đó sóng trùng kích còn lại ầm ầm đụng vào trên tấm giáp phiến màu đen sau lưng từng trần giáp phiến màu đen phát ra tiếng oanh minh thanh thúy chặn lại rất nhiều công kích nhưng vẫn có một cổ lực trùng kích đáng sợ nhanh chóng chui vào trong thân thể từng trần từng trần kêu lên một tiếng dù thân thể hắn có mạnh hơn nữa dưới tình huống không thi triển hạo thiên thần giáp cũng khó có thể ngăn cản một kích liên thủ của nhiều địa tôn như vậy ít hầu truyền đến một hồi tanh ngọt cùng lúc đó một luồng linh hồn đáng sợ trùng kích chui vào trong đầu tần trần là thần thông thiên phú của người áo đen địa tôn kia tần trần hừ lạnh một tiếng hắn đã sớm trải nghiệm qua thần thông thiên phú của người áo đen địa tôn này trong đầu linh hồn hải chấn động thiên hồn cấm thuật vận chuyển trong nháy mắt liền ngăn cản cổ linh hồn này trùng kích ở bên ngoài linh hải hiện tại tần trần đã không còn là tần trần bị đuổi giết chật vật lúc trước sau khi đột phá tôn giả mặc dù không thi triển ra hạo thiên thần giáp cũng có thể dễ dàng ngăn cản được tuyệt đại đa số địa tôn công kích cái gì người này vậy mà có thể chặn lại phía sau bọn người bạch cốt địa tôn phát ra thanh âm kinh nộ có chút khó tin dừng lại một chút như vậy thân hình lóe lên từng trần là người đầu tiên đi tới trước hỗn độn chi thụ dừng tay dám đụng vào hỗn độn quả người đây là muốn chết không có chỗ chôn lúc trước đám người bạch cốt địa tôn ra tay còn có một ít thu liễm lại bởi vì đều phải phòng bị những người khác không nghĩ tới chỉ một chút sơ sẩy như vậy lại để từng trần chiếm mất tiên cơ lúc này vô cùng tức giận điên cuồng tấn công từng trần từng người nghiến răng nghiến lợi không chút nương tay ánh mắt từng trần lóe lên thứ hắn muốn không phải là hỗn độn quả mà là hỗn độn chi thụ thu quát khẽ một tiếng từng trần muốn thu hỗn độn chi thụ lại nhưng mà trong càng khôn tạo hóa ngọc điệp bỗng nhiên chấn động một trận hỗn độn chi thụ lù lù bất động phản phất cắm rễ thật sâu trên phế tích này từng trần căn bản không thể thu được ngược lại là càng khôn tạo hóa ngọc điệp vậy mà rung động một trận sao lại như vậy từng trần khiếp sợ loại cảm giác này có chút cùng loại với lúc trước thu phục thiên đạo thần thụ thiên đạo thần thụ có linh tại thời điểm nó không cam nguyện tiến vào càng khôn tạo hóa ngọc điệp hầu như rất khó hấp thu vào bất quá lần này lại có chút khác biệt với thiên đạo thần thụ bên trong hỗn độn chi thụ này ẩn chứa lực lượng hỗn độn đáng sợ vô tận nguồn lực lượng hỗn độn này đến từ lúc vũ trụ mở ra giống như một thế giới vậy dẫn đến càng khôn tạo hóa ngọc điệp của từng trần căn bản không thể hấp thu nó vào càng khôn tạo hóa ngọc điệp là thế giới đỉnh cấp thế nhưng hỗn độn chi thụ này cũng tương tự với một thế giới đỉnh cấp hơn nữa còn là thế giới sinh ra từ vũ trụ khai thiên tích địa hồng mông sơ sinh sức mạnh đáng sợ chấn động từng trần lập tức rên lên một tiếng bị hỗn độn chi thủ cắn trả ngay sau đó vô số tôn giả công kích đã hàng lâm trong nháy mắt từng trần bị công kích vô tận cắn mút từng trần kinh sợ trong nháy mắt vô số công kích tới từng trần đột nhiên thôi động long khí ngập trời toàn thân bị vô tận lôi quan cùng long uy bao phủ ngay sau đó hạo thiên thần giáp trong cơ thể hắn lặng yên vận chuyển bao trùm thân thể mà thân thể lại bị vẫy đen kia ngăn cản vô số công kích rơi vào trên người của hắn trong đó tám thành đều bị ngăn cản vẻn vẹn chỉ có hai thành không đến chui vào thân thể của hắn sau một khắc chồng nháy mắt từng trần đã thu lại hạo thiên thần giáp toàn bộ quá trình liền một mạch hầu như không có nửa điểm dừng lại lúc đám người bạch cốt địa tôn còn quãng từng trần chồng nháy mắt ra tay với từng trần liền tất cả đều nhào về phía hỗn độn quả hầu như không ai chú ý tới từng trần trong công kích vô tận thân hình từng trần như điện trực tiếp xung phong ra ngoài thôi động không gian lĩnh vực trước tiên đi tới trước một hỗn độn quả cái gì vậy mà tiểu tử này không chết không tốt hắn cướp được hỗn độn quả rồi một đám người phát ra tiếng gào thét kinh sợ trước mắt bao người từng trần nhấc tay lên trực tiếp thu một hỗn độn quả vào trong càng khôn tạo hóa ngọc điệp của mình sau đó hắn nhìn về phía một hỗn độn quả khác muốn chết một nhóm cường giả trong số đó nhằm về phía từng trần mà một nhóm cường giả khác nhào nhào xông về phía hỗn độn quả còn lại mà xông lên đầu tiên chính là bạch cốt địa tôn ha 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 hỗn độn quả này là của ta bạch cốt địa tôn cười to tay phải thò ra một cái móng vuốt xương khô chảy ra muốn hái hỗn độn quả kia đi nhưng ngay lúc này một bóng người màu đen lướt qua hỗn độn quả kia bỗng nhiên biến mất là ai bạch cốt địa tôn phát ra tiếng gào thét kinh sợ xương sọ như muốn vỡ vụn mắt thấy hắn sắp lấy được hỗn độn quả vậy mà lại bị người khác giành trước bạch cốt địa tôn tức giận nhìn qua chính là người áo đen địa tôn kia lập tức bạch cốt địa tôn liền lao về phía người áo đen kia hừ các ngươi đi cướp hỗn độn quả ta đến thu hoạch hỗn độn chi thụ này một tên cao thủ địa tôn âm khí âm u bàn tay thò ra bàn tay to ầm ầm trực tiếp chụp vào hỗn độn chi thụ kia hiển nhiên ông suy nghĩ giống như từng trần lúc đầu muốn thu lấy hỗn độn chi thụ này bất quá trước đó từng trần chỉ muốn thu hỗn độn chi thụ này vào trong càng khôn tạo hóa ngọc điệp mà thôi nhưng cao thủ địa tôn này lại muốn nhổ tận gốc hỗn độn chi thụ này những người khác nhìn thấy thần sắc đều tức giận vạn phần trực tiếp nhổ cả cây hỗn độn chi thụ lên cái này cũng quá lớn mật rồi nhưng ngay lúc gia hỏa này sắp bắt được hỗn độn chi thụ hỗn độn chi thụ cảm nhận được công kích lập tức trở nên điên cuồng từng cành cây như trường tiên bỗng nhiên nổ bắn ra phù một tiếng giống như lưỡi dao sắc bén cắm vào đầu hũ trong nháy mắt xuyên thủng thân thể cao thủ địa tôn này ở trong hư không tất cả mọi người trong nháy mắt kinh hãi hoảng sợ nhìn vị cao thủ địa tôn bị hỗn độn chi thụ xuyên thủng đây chính là một vị địa tôn sao là nhân vật giống như cường giả cái thế lý ra nên cao cao tài thượng rất khó chém giết nhưng hiện tại trong nháy mắt liền bị hỗn độn chi thụ xuyên thủng đây cũng là đáng sợ cỡ nào trong nháy mắt mỗi người đều sởn cả tóc gáy may mà bọn họ không tiến lên ra tay đổi lại là bọn họ tiến lên sợ rằng cũng chưa chắc sẽ tốt hơn địa tôn này a à, cứu ta địa tôn này thống khổ gào thét thần sắc kinh sợ ánh mắt hoảng sợ nội tâm tràn đầy sợ hãi vô tận hắn liều mạng giãy dụa, lại không làm được gì bị kéo vào chỗ sâu trong hỗn độn chi thụ sắc mặt hắn nhanh chóng trở nên già nua tóc trắng xóa trong khoảnh khắc đã biến thành tro bụi thân thể tan biến hài cốt không còn mà căn nguyên của hắn lại bị hỗn độn chi thụ này hấp thu trong lòng từng trần run sợ hỗn độn chi thụ này cũng thật đáng sợ vừa rồi hắn giống như người này đều giống như hút lấy hỗn độn chi thụ bất quá khác nhau là hắn chỉ muốn thu hỗn độn chi thụ này vào trong càng khôn tạo hóa ngọc điệp vẫn chưa trực tiếp ra tay nếu không kết cục của hắn tất nhiên cũng sẽ giống như tên địa tôn này thân tử đạo tiêu bởi vì có thể ngăn được công kích của hỗn độn chi thụ hay không từng từng cũng không có nắm chắc mà xa xa đồng thời cũng truyền đến tiếng oanh minh kịch liệt tiểu tử giao hỗn độn quả ra đây nếu không ta muốn ngươi tán thân nơi này một tiếng gào thét kinh sợ vang lên từng từng vội vàng quay đầu nhìn lại liền thấy một hỗn độn quả khác đã không còn một đám người đều đang đánh nhau mà giờ khác này hỗn độn quả kia lại bị ma lệ nhiếp lấy trong lòng bàn tay mẹ nó làm sao tên này làm được không thể không nói vào thời điểm này tần trần cũng cực kỳ bội phục ma lệ lúc trước xông về phía hỗn độn quả cũng có mấy tên cao thủ địa tôn mà một mình ma lệ lại có thể từ trong một đám cao thủ địa tôn cướp đi hỗn độn quả chỉ riêng thủ đoạn này cũng đã khiến người ta khiếp sợ nhưng mà ma lệ có được hỗn độn quả lại không phải là chỗ tốt ngược lại bị vô số người căm thù cảm giác được khí tức nhân tôn trên người ma lệ những địa tôn này lập tức phát điên nhào nhao đánh tới mắt thấy ma lệ sẽ bị những cao thủ địa tôn này bao vây đột nhiên xích Vì ma quân phát ra một tiếng gào thét xích viên ma quân mặc một bộ trường bào đỏ rực ầm ầm bay múa dung mạo hồng nhan võ hoàng tuyệt mỹ hiện ra trước mắt mọi người đầu của cô tóc dài bay múa đầy trời trong thân thể một ngọn lửa cuồn cuộn phóng lên tận trời ngọn lửa này mang theo màu đỏ đen vừa có ma khí cuồn cuộn lại có yêu khí làm người ta sợ hãi đồng thời trên đỉnh đầu xích viêm ma quân một con thú ảnh hiện lên trong thiên địa hư ảnh này lơ lửng phía chân trời ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú vào rất nhiều cường giả vây công ma lệ miệng rộng mở ra phát ra tiếng động trùng kích sức mạnh đáng sợ tràn ra ngoài trong nháy mắt vùng thiên địa này như bị giam cầm tất cả cường giả vây công về phía ma lệ thân hình đều bị giam cầm trong hư không trong ánh mắt có kinh sợ thiên phú thần thông hay là thần thông pháp tắc hay là lực lượng võ hồn hay là truyền thừa yêu tộc trước hỗn độn chi thụ đám cường giả bạch cốt địa tôn đều nhìn đến ngây dại một tên nhân tôn thi triển ra thần thông thiên phú vậy mà giam cầm không ít địa tôn cảnh tượng bực này làm sao bọn họ không kinh sợ chứ từng trần cũng khiếp sợ xích viên ma quân này thật đúng là bất phàm lại có được thần thông thiên phú bực này thiên phú thần thông này đều có chút tương tự với quy tắc thời gian của hắn là một loại lực lượng giam cầm có thể trong chớp mắt giam cầm rất nhiều cao thủ từ trên người xích vi ma quân vậy mà từng trần cảm nhận được ba loại lực lượng khác nhau như nhân yêu ma bất quá dù sao tu vi xích vi ma quân cũng quá thấp thiên phú thần thông của hắn mặc dù đáng sợ nhưng cũng chỉ là giam cầm những người khác trong nháy mắt mà thôi địa tôn cùng các cao thủ nhân tôn trên sân đấu nhào nhào thiêu đốt lực lượng thể nội mỗi người khí tức tăng vọt chợt nghe tiếng ken két không dứt bên tai rất nhiều địa tôn thần thông chi lực trong cấm cầm kia trong nháy mắt bị xé rách những cao thủ này rống giận bất chấp xích viêm ma quân ra tay đồng loạt giết về phía ma lệ cướp đi hỗn độn quả trên người ma lệ mới là điều quan trọng nhất trước mắt của bọn họ nhưng mà trong nháy mắt xích viêm ma quân giam cầm đối phương ma lệ rốt cuộc cũng được thở dốc trước mắt bao người ma lệ ném hỗn độn quả trong tay vào miệng mình một cổ hỗn độn chi khí từ trên người ma lệ nở rộ ra hắn trực tiếp nuốt hỗn độn quả này vào điên rồi tiểu tử này điên rồi sao trực tiếp nuốt chửng hỗn độn quả hỗn độn quả mặc dù cường đại nhưng nhất định phải luyện chế thành đan dược bởi vì hỗn độn quả trưởng thành năm tháng dài đằng đẳng sẽ hấp thu vô số lực lượng trong thiên địa ai cũng không biết trong đó còn ẩn chứa độc tố gì cho dù đạt được đột phá cũng có tai họa ngầm to lớn rất nhiều người khó có thể tin được nhìn ma lệ mà tần trần cũng khiếp sợ ma lệ lại trực tiếp ăn hỗn độn quả phải biết hỗn độn độc tôn dưới trướng trần đế các hắn năm đó cũng nhận được hỗn độn quả trên chiến trường vạn tộc để bảo vệ trái cây hắn bất đắc dĩ phải nuốt hỗn độn quả vào mượn cơ hội này đột phá cảnh giới tôn giả thế nhưng trong thân thể của hắn cũng để lại tai họa ngầm to lớn những năm gần đây thống khổ không chịu nổi nếu không có tần trần có lẽ đã chết bất đắc kỳ tử rồi mà ma lệ vậy mà không chút do dự liền ăn hỗn độn quả thật chẳng lẽ không sợ hỗn độn quả này ẩn chứa lực cắn trả sao lúc này trên người ma lệ khí tức hỗn độn quanh quẩn đồng thời lực lượng của hắn đang nhanh chóng tăng lên vốn ma lệ giống như từng trần chỉ là cùng loại cảnh giới với nhân tôn trung kỳ hiện nay vậy mà trực tiếp trùng kích về phía trạng thái nhân tôn đỉnh phong giết hắn đoạt lại hỗn độn quả các cường giả bao vây quanh ma lệ thấy thế trong mắt đều xanh lên ánh mắt kinh sợ đồng loạt rống giận phát động công kích về phía ma lệ dù cho ma lệ nuốt chửng hỗn độn quả, cho dù đã không thể đoạt lại hỗn độn quả, bọn họ vẫn phải giết chết ma lệ mới có thể giải mối hận trong lòng. Đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi, cảm ơn mọi người đã xem hết video, nếu thấy hay, mọi người nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và đừng quên để lại comment góp ý của mọi người nha.